quý vị khán giả thân mến, dịch bệnh bùng phát mạnh và kéo dài trong suốt thời gian qua đã gây ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời sống xã hội, khiến cho nhiều người dân lao đao. Sau khi trở về trạng thái bình thường mới, cũng là lúc mà trộm cắp lộng hành khiến cho bà con bất an. Và trong tháng cuối năm này, vấn nạn trộm cắp tài sản lại gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi. Đơn cử như là chỉ trong một thời gian ngắn tại tỉnh An Giang đã liên tục ghi nhận số vụ trộm cắp cướp giật tài sản trên địa bàn. Đã chú ý, trong nhiều vụ việc, các đối tượng lại là hàng xóm có quen biết, thậm chí là đến nhà cùng ăn nhậu, trên lợi dụng sơ hở của chủ nhà để ra tay. Nghĩ rằng khi kẻ trộm đột nhập vào nhà sẽ lục tủ tìm tài sản, chị Trần Thị Tiền, trú tại xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang, đã đem toàn bộ vàng và tiền bạc bao năm gia đình tích góp được, cất trong hai túi áo khoác, rồi móc lên sạo quần áo của gia đình. Đến ngày 24 tháng 9 năm 2021, chị phát hiện toàn bộ tài sản không cánh mà bay, ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an huyện An Phú nhanh chóng vào cuộc xác định Trần Thanh Nhàn sinh năm 1983 là đối tượng độc nhập vào nhà trộm số tài sản của chị Tiền, là hàng xóm với nhau nên Nhàn biết được lịch sinh hoạt của gia đình chị Tiền. Lợi dụng lúc cả nhà chị Tiền đi vắng, Nhàn phá cửa độc nhập vào nhà, lấy trộm gần 1,7 lượng vàng 18 cara, 2,8 lượng vàng 24 cara và 6 triệu đồng tiền mặt, tổng giá trị tài sản gần 200 triệu đồng. Biết bà Ngô Thị Dừa Em, trú tại xã Đa Phước, huyện An Phú, thường cất nhiều vàng trang sức với giá trị lớn trong túi áo khoác mặc trên người. Nên chiều ngày 13 tháng 12, Võ Văn Bôi, sinh năm 1976, trú tại địa phương, đến trại của vợ chồng bà Em chơi và xin ngủ lại. Đợi đến đêm, thấy vợ chồng bà Em đã ngủ say, Bôi liền lẻn đến lấy trộm toàn bộ tài sản trị giá trên 147 triệu đồng. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện An Phú đã xảy ra 30 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản số vụ trộm gia tăng ngay sau khi nới lỏng giãn cách. Trước tình hình tội phạm có thể gia tăng trước, trong và sau Tết Nguyên đáng, cơ quan chức năng mong muốn người dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm để giữ gìn an ninh trật tự, cùng đón một mùa xuân an toàn, hạnh phúc.